Gì? Tên Hằng. Ờ đúng rồi, chị Hằng phải không? Ủa sao biết chị Hằng? Cũng người ta cũng nói chị hay xuống phỏng vấn mấy người dưới này mà vì thất nghiệp đâu đi làm được. Vì cũng không có giấy tờ, vì còn đang xin việc làm. Giấy tờ ở đâu? Giấy làm permit mà. Ờ coi như bị tù là bị mất thẻ xanh rồi. Bị tịch thu rồi. Đi làm đòi 700-800 rồi đâu có tiền mà làm đâu. Rồi có đi trình diện đầy đủ không mà? Dạ, làm work permit vì nó không có giấy tờ cũng làm được. Ra tù bao lâu rồi? Lâu rồi, mấy năm rồi. Ờ ra mấy năm rồi? Giờ hết probation hết rồi, chỉ đi tìm. Ờ hết probation rồi, hết rồi. Nhưng bây giờ còn chơi thứ gì? Không chơi gì cả, bỏ hết rồi. Are you sure? Sure, chị sure. Vậy mà are you sure thì nếu mà tìm việc làm thì có thể uống nước tiểu rồi có chắc ăn không? Chắc ăn á, thiệt á. Thiệt luôn hả? Thiệt, tại vì á, trời ơi bà chửi quá rồi. Thôi lên nằm trên nhà chút đi, nè thằng đi thằng kêu. Thằng đi lấy đồ ăn kêu. Rồi coi như là ra tù cũng mấy năm. Đoán thử thôi. Cũng 7-8 năm rồi, gần lâu lắm. Ồ, rồi. Lâu lắm rồi, tên cái gì Lưu? Lưu Đinh. Lưu Đinh. Họ Đinh. Bây giờ ngồi đi. Ừ. Lưu Đinh phải không? Để hỏi đi, sẵn thì hỏi luôn rồi coi giúp được cái gì mới giúp chứ. Rồi ở bên đây là bao lâu năm rồi? Hôm qua 82. Ồ, 82. Hôm nay vợ nên giờ cũng có gia đình ở đây. Anh có gia đình ở đây có không, cha mẹ con cái gì không? Không có ai cả. Anh chị em cũng không luôn? Không. Ồ, coi như là bên đây là anh đi vượt biên qua. Dạ, đúng rồi, vượt biên qua hồi 83 đó. Qua bên, bao nhiêu tuổi? Hồi lúc 11 tuổi. Qua lúc tới, đó đi 11 tuổi? Lúc qua tới Mỹ 11 tuổi. Wow. Đi qua bên đảo, qua bên đảo ở mà cũng hết năm mấy rồi. Ồ. Đảo bên đảo Hồng Kông á. Bây giờ ổng là đi dạng giống hồi đó Andy cũng đi vượt biên qua đây 10 tuổi thôi đó. Dạ, cũng đi vượt biên á. Ừ. Rồi rồi anh có biết Andy đâu không? Dạ không, Andy nào? Anh ở dưới suối này bao lâu rồi? Mới ở 5 tháng à. Ờ, ổng mới ở 5 tháng cho nên ổng chưa biết. Ở Tây Ban à. Tưởng đâu ở dưới đâu. Làm ở xe phòng với người ta cất già, dừng dọn đi, nó đuổi không đi. Ờ, vậy hả? Vì ông không có tiền trả tiền về với nợ nên ra đây ở. À. Giúp ra để ở một thời gian. Anh tên là Lưu Đinh. Ừ. Lưu Đinh. Tưởng đâu biết anh Đì là anh Đì. Anh Đì hồi trước sống ở dưới suối tuốt thằng này nè. Nó đi vượt biên cũng qua khoảng lúc 10 tuổi vậy đó. Nhưng mà anh Đì á cũng đi lên bờ và bây giờ có việc làm. Anh Đì rất là đẹp. Là những người ta ở dưới suối mà nếu chịu đi lên bờ, chịu đi làm, từ bỏ những cái gì dưới đây là lại ngon lành lại hết. Em định về đó, em định đi làm kiếm. Anh cũng muốn làm, kiếm vậy hả? À. Sao tự mình anh khả năng đi kiếm không được hả? Cũng không được, vì nó cơ hội giấy tờ cũng có xe, đi xe đạp, đồ lai ra đi tìm việc làm, từng mặt đồ chở, đồ ngày rửa xe, đồ ngày vài có, chục bạc. À. Cũng có, đi kiếm ngày vài chục để xài. Dạ, đi rửa xe, rửa đồ, cây xăng đồ đó, cho ngày vài chục bạc vậy thôi, không đủ tiền. Mà cái dành. Còn đi mướn phòng thì không đủ. Không đủ, ở tạm ngoài đây mấy tháng luôn. Ừ, là đã xuống đây được 5 tháng rồi. Cái chỗ này mỗi lần nhớ thằng Phi mà. Nó đi rồi, thằng Phi nó đi rồi. Nó đi năm sau, 6 tháng trước á. Là em vô đây em làm lại. Chị vô giúp coi. Vậy hả? Không nè, bây giờ hỏi cái vụ bên Việt Nam còn gia đình gì hay không? Dạ còn có gia đình nữa. Anh còn liên lạc không? Còn mất liên lạc, biết hết đâu luôn. Mất liên lạc bao nhiêu năm rồi không có về? Cũng 82 giờ đâu có về đâu. Vì nó lấy thẻ xanh năm lại rồi. Đi là đi trục xuất mà nóng trục xuất về. Mà hồi đó tù mấy năm mà bị lấy thẻ xanh vậy? Cũng 10 năm. Ồ, tù 10 năm vậy là mấy cái tù lớn á. Tù lớn á, State Prison ra Pro hồi 97 mà nên đến giờ cũng lấy nó nóng trục xuất về. Mà cứ mỗi năm lên San Fran. Coi như là tù ăn chơi đó, tù ăn chơi. Tù ăn chơi đó. Phải không? Tù đó là tù ăn chơi. Dạ, tù vậy thôi mà nên. Nhưng hồi xưa anh có bị nghiện ngập không? Không. Cũng có đi học lai ra mượn. Không, hồi xưa giờ anh có dướng vô cái đó không? Không ít lắm. Có chơi mấy đó không? Không có ít chơi mấy cái đó. Không, nhưng mà có chơi mà ít. Ít từ hồi xưa rồi, còn trẻ, cách đây lâu lắm á. Hồi 80 mấy, 88. Mà bây giờ ở dưới đây mà không có chơi à? Không, hỏi mấy người giờ mà không có chơi đâu. Vậy đó không hả? Có lại mấy người này, ông chỉ đi ở mình, đi mỗi tuần lên chỗ thư viện xin đồ ăn. Rồi, ồ, thiệt rồi. Hả? Anh không có chơi thiệt? Dạ không chơi thiệt. Nếu mà anh có chơi không là thử nước tiểu là biết gì. Thì thử ông thử cho đem dẫn có chỗ thử ông thử lên để đi xin việc làm nó lên hãng được người ta ông thử được. Em có chích mấy lần rồi. Bây giờ lên hãng phải có giấy tờ. Phải giấy tờ. Bây giờ anh có xe hả? Không có gì hết cả. Mà có bằng lái không? Không bằng lái không thấy được luôn.
còn lái cũng không được luôn. Rồi phải đi thi lên hết lại, phải đi học học lái xe rồi lại. Đúng rồi, anh phải đi học, anh làm lại từ đầu. Từ đầu phải lấy bằng giấy trước rồi phải đi học là học người ta lái chỉ dẫn lái xe đó. Lý do là anh bị tịch thu luôn cả bằng lái. Vì qua đây chưa lấy bằng giấy mà cũng sao đi tù. Từ hồi qua Mỹ tới bây giờ chưa bao giờ lái xe, chưa bao giờ thi bằng lái xe. Lái xe mà phải lái có lái xe hoài mà có bằng giấy á. Có người bên cạnh thì có lái xe qua. Hằng hỏi là hồi xưa giờ anh qua năm 82 tới bây giờ nhưng có bao giờ được có bằng lái xe cầm trên tay chưa? Rất là em tốt lắm, em chưa bị tích kịch rồi. Nếu vậy thì đi học lái xe lại từ đầu. Từ đầu lại. Đúng rồi, Hằng tưởng đâu là anh bị tịch thu bằng lái xe. Không có vụ đó. Ok. Chưa chạy qua lần nào. Có lái bằng giấy chạy hoài mà. Xong rồi nó phải cần tiền, nó hỏi 500 rồi gì 600 người ta mới làm được giấy tờ. Ủa chị biết chị Hằng Cali bao lâu rồi? Không biết, người ta nói vậy thôi. Người ta nói thôi, người ta nói cái gì? Nói chị hay giúp mấy người homeless rồi đó. Rồi sao không có gọi Hằng? Không biết, có số phone đâu. Em không biết luôn, có ai giới thiệu gì. Tại vì ổng không có coi. Ông có nghe người ta qua nói tên qua chị Hằng Cali thôi chứ không có coi gì. Em đâu biết đâu, em ở anh đây. Anh không có phone hả? Em có phone. Có phone thì lấy ra là coi chị Hằng Cali. Và có cái phim này ông luôn đăng lên nè. Phải không? Vô sao? Đưa đây dạy cho. Chắc là EW nữa. Không có iPhone đồ mà. Bấm vô YouTube. Không có YouTube. Không có thì cứ bấm vô Google. Mở ra. Có internet không? Đi em đóng tháng ba mươi mấy đồng biết có không? Có rồi, đánh vô YouTube. Đánh cái YouTube. Ủa trên cái phần có thì... hỏi chị cho biết chỗ nào làm resume rồi được không? Resume hả? Resume rồi đó. Resume thì anh phải có cái mà đi làm hãng xưởng đó. Hồi xưa em cũng có đi làm ra. Dạ anh có giấy tờ mới làm được resume, đưa vô mấy hãng xưởng. Tại vì hãng xưởng là phải có giấy tờ đó, phải không? YouTube, bây giờ mình phải cài YouTube, không có mà. Có YouTube mà không đau lâu, hôm nay nó có hơi ăn bình quá, kèm bộ. Nè, YouTube Hằng Cali nè. Đó, bấm lên coi. Đó, có YouTube luôn nè, đánh đăng ký, subscribe vô. Chỗ này nữa không? Bấm chỗ đây nè, ngón tay nè. Ok. Coi được không? Sụp rồi đó. Okay. Có được không? Sụp rồi, khi nào Hằng có bỏ cái mới vô là anh sẽ thấy. Có số điện thoại chân. Ok thôi tắt đi. Rồi tối rồi anh muốn coi thì anh coi. Đó, tối là anh cứ coi Hằng Cali. Rồi có anh ở trên YouTube luôn ha. Chịu không? Chịu. À, chịu. Anh cho trong số phone được không? Rồi lưu vô đây. Rồi. Cho trong đi số phone gọi vô chưa? Gọi đi. 408. Gọi đi. 408. Anh danh đứa phone Hằng anh danh. 8. Mấy này chị? 206. Hồi vô coi nhà ổng rồi, thấy cái nhà đẹp lắm kìa anh Danh, ổng đóng cũng đẹp lắm. 1934. 1934. Gọi vô coi. Có rồi nè. Hello. Đúng rồi. Hello. Rồi, ok, luôn rồi tôi sẽ bày. Sẽ bày ổng, kêu ông Trương bày ổng đã tải lên cái app bên điện thoại thế nào để dẫn ông Trương bày ổng. Ok, vô coi nhà coi. Đó, tại vì rồi muốn thi bằng lái xe thì chịu nghe lời Hằng á thì đi làm phải gửi tiền xong mới có mua xe được.
mua xe rẻ rẻ 2.000 chạy được rồi. Đó. Đó, vậy là bây giờ xuống kiếm chỗ của Hùng Phi rồi. Dạ, nhà hồi trưa nay nó dơ giấy lắm. Ừ, rồi anh dọn lại hết. Không, có cái anh này là cũng tên Hùng, mà anh ở với em. Ông chịu đi làm, ông ở với ông Hùng, ông đi xin hoài đó, ông xin ngoài đường đó. Ờ. Ông Hùng đó, Hùng biết rồi. Nhưng mà ông Hùng đó, ông hút mà. Ông hút, mà bởi vậy mà ông... Vậy ông đây. Ông chơi chung với anh nè, anh có kéo với ông không? Không, ông chơi, ông đàng hoàng, sạch sẽ, ông nói dơ giấy, ông ở đây, hôm qua ông đời nào, ông clip nó... Nhưng mà anh không có chơi với ông thiệt, dạ, phải không? Dạ, không. Ừ, đúng rồi, nếu mà đi làm thôi, có cờ bạc không? Ở đây, kẹt ở đây, vì cũng có chỗ ở đâu, mà ở ông quậy... Có cờ bạc không? Không, không có. Vậy hả? Vậy là để bày cho ông đi xe lạp đo đát với ông Trương chứ. Rồi cái từ từ có tiền mua xe rẻ rẻ, rồi muốn phòng ở. Đâu đưa coi cái chỗ nhà ông có trời. Dạ em cũng đơn giản lắm. Ừ. Bỏ bức thang nè. Ừ, vậy là xuống đây ở 5 tháng. Dạ. Rồi đi ngày nó thấp xíu chủ thôi. Chủ nhà không có chỗ ở rồi mới đi. Dạ. Dạ ông làm đó rồi ông có cái thang trong ở ngủ nó bị lạnh lắm. Ờ ông ngủ như vậy ông cột gì nó ngọt chết rồi sao ạ? À? Không mừng nó đỡ hơn. Ừ. Đêm nhiều lúc nó lạnh lắm á. Ừ. Vì lúc đêm nó lạnh ngủ phải có phải cột cái đồ xuống. Ừ, ban đêm lạnh lắm hả? Dạ, ban đêm vừa hồi cái mùa cách đây mấy tháng lạnh quá trời. Ừ. Vũ vừa lạnh nữa. Lưu Đinh nhiêu tuổi? Năm nay 48, sinh mùng 5 tháng 9 73. Ừ, coi như là mới 48 tuổi mà tại vì... tháng 9, ngày 9 tháng 5 chứ. Ờ, mà ổng đi vượt biên qua tới đây lúc 11 tuổi đi rồi nhỏ. Rồi qua có học hành gì không? Dạ học tới đến high school lớp 10 là bỏ. Ừ. Viện đi phải đi làm ngồi viện có mấy ông cậu cũng giúp gì kìa. Nên phải đi ra ngồi rồi gặp bạn bè rồi nó suối bậy nó lỡ khơi không biết cái giỡn. Mới qua được mấy năm mà 4 năm không biết gì kìa nên mới gặp bạn bè nó rủ khiếu rủ đi hoang tàn xong đời luôn. Xong đời luôn. Cho đến giờ ông cũng đi học toilet rồi. Dạ, tới 16, 17 tuổi là đi ở tù rồi. Dạ. Đó, học tới lớp 10 là đi ở tù rồi đó. Dạ, đến 18 tuổi đi tù rồi. Ủa, lúc đó 18 là... Hồi lúc anh phạm tội là còn tuổi vị thành niên. Vị thành niên đến 18 tuổi lên đi tù đến... Rồi nó canh cho tới đúng 18 tuổi nó mới bắt đi ở tù 10 năm. Lúc đó nó cho anh với vô tù vị thành niên. Dạ, vô tù state prison đó. À hả, rồi xong đủ 18 nó đưa qua tù lớn. Dạ, tù lớn. Tụi lớn rồi 10 năm ra luôn, xong cuộc đời. Xong rồi ra cũng đi học college, đi làm mà cũng nó cũng có vì phạm tội đó. Ừ. Nên cũng kiếm được hạn xưởng nhiều. Chỉ đúng rồi, là... cái tội đó bắt ra mà ở tù 10 năm ra hạn xưởng khó lắm. Chỉ có đi em đỡ rồi, em có 10 năm nay ít phạm pháp. Có thể em siêu giờ chỉ họ biết em định đi close record rồi lại đó, nó nói mình phải kiếm mấy chỗ phi legal mình hỏi để mà mình expand cái record mình nộp lại mà đúng rồi. Vậy 10 năm nay anh có phạm cái tội gì tới cảnh dạ, sát không? Dạ không, em từng ở tù em đâu vô tù lại đâu. Không vô tù lại mà cũng không bị cảnh sát bắt. Dạ, cũng bị một lần probation đồ vậy thôi. Bây giờ trình hết probation rồi chưa? Hết rồi, hết lâu rồi cũng 5-6 năm rồi. Ồ, coi như probation là không có còn gì vẫn hết trơn. Còn vậy, dạ. 5-6 năm nay rồi. Dạ. À, rồi hồi đó giờ có xin cái work permit chưa? Cuối cùng mấy năm có hết rồi, có mà expire vậy đi renew lại. Renew lại nó hỏi nhiều tiền lắm, cũng đòi em mới lên kia cái chỗ kia nó em làm nó đòi 500 tiền, 400 tiền vào nó mới, ngồi thêm làm tiền công 700-800 luôn, em đâu có tiền nhiều. Sao sao bây giờ anh có đi ra cái chỗ dịch vụ đó anh hỏi để renew cái work permit của anh rồi. Uh-huh. Nhưng mà nó đòi tổng cộng là bao nhiêu tiền? 700 mấy đó. Đúng rồi, tại vì nó làm phải đóng cho... Ôi chứ ông làm cái đây mấy năm cái 500 mấy line đó. Rồi bây giờ không có tiền? Không có tiền, có ngày cuối tuần đi làm được mấy chục bạc để đủ sống, đủ uống cà phê. Bây giờ đi xuống library xin ăn rồi thôi. Không có tiền, đi đóng lại cái work permit giống ông Trương á. Không bây giờ nè, gắng cố gắng nếu mà để Hằng liên lạc với Hằng cũng đang giúp một cái anh ở dưới cầu lên. Nhưng mà anh đó ảnh cũng đi làm đo đát. Mà ổng làm bằng xe đạp không nè. Dạ. Mà có tiền lắm á. Mà ở đâu xa không? Thì để Hằng sẽ hướng dẫn và hẹn dẫn anh và ổng ra để cho gặp mặt và ổng hướng dẫn anh làm đo đát như thế nào, ảnh hướng dẫn anh trong cái phone. Dạ. Và khi làm đo đát bằng xe đạp trước đi, nếu nghe lời muốn sự giúp đỡ của Hằng thì trước mắt là cái tiền mà mình để đi làm lại work permit đó. Ví dụ bây giờ một ngày anh cố gắng làm đo đát ngày đó được 70-80 nha, hay là 50-60 ha.
thì anh không có xài gì, có thể anh chích một ngày anh gửi hàng 50, 30, 20 gì đó, anh gửi được hàng giữ cho anh và để gom lại mình làm cái giấy work permit, rồi sau đó hàng sẽ giúp anh kiếm mướn phòng ở, rồi anh mới đi xin việc làm ổn định hãng xưởng được. Ok ha, tại vì hằng là hằng đi khắp nơi ở đây, những người nào mà chịu có ý chí mới nghe lời mà hằng mới giúp được, còn không nghe lời bây giờ thí dụ anh đi làm một ngày đó anh có 70-80 anh cũng chơi hết 70-80 thì ở không luôn cả cuộc đời. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ về em đâu đúng không, em đâu có lại mấy người nào hỏi vấn người nào ở không luôn cả cuộc đời thì thằng đâu có biết giúp làm sao anh. Dạ. Bây giờ giống như anh nói ồ không có ai giúp làm sao, không có biết nó bắt đầu lại từ chỗ nào, thì nếu chịu nghe lời hằng á thì hằng sẽ hướng dẫn anh phải bắt đầu từ chỗ nào thì anh sẽ có một cuộc sống bình thường lại. Dạ, được, ông đi giờ thờ cuối tuần cũng coi như ổng chưa bao giờ thi bằng lái xe từ hồi nhỏ tới bây giờ. Tại vì 17 tuổi đã đi tù rồi. Đi tù ra xong 10 năm đó rồi đi xe đạp luôn, không thèm thi bằng lái xe gì hết. Cũng có thỉnh thoảng lái bằng viết rồi đi lái có người bên cạnh rồi còn mình còn lái được vậy thôi. Cũng có đỉnh đi học đi lái bằng viết rồi lại rồi muốn có tiền đi gọi ông Tiến kia là ông dạy lái xe ngay chỗ xuống dạy lái xe này nè. Cái chỗ center này nè, nói là mình phải đóng 500 trước ông mới làm cho mình, phải lái bằng viết trước. Không lấy tiền đâu mà đóng 500. Không dạy lái xe. Thôi bây giờ nghe nói nè, bằng viết lấy trước đi, rồi cái vụ là dạy lái xe hằng lo cho. Tại vì khi anh phải ổn định có việc làm anh mới có chiếc xe được, rồi bây giờ không lấy chiếc xe đâu có, tiền đâu mua. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Cho nên bây giờ trong thời gian này anh đi lấy những tài liệu để học bằng viết. Yeah. Học đi, người hàng chở cho đi thi bằng viết. Ok. Thi bằng viết nếu nghe lời hàng dẫn cho anh từng bước để đi. Okay. Khi thi bằng viết xong, cái chuyện mà thi bằng lái á, hàng có những cái nhà hảo tâm người ta dạy free không tốn đồng nào hết. Dạ yeah. Thì khi người ta dạy thi bằng lái rồi mình có bằng lái đi, hàng kiếm những cái xe cũ mà người ta bỏ còn chạy được hàng xin giùm cho. Dạ yeah, dạ. Okay. Giống như thay vì mấy chỗ sửa xe á, thỉnh thoảng người ta cũng giục nhiều lắm, chỗ anh Minh á anh Danh. Ổng có nói là lâu lâu mấy xe cũ cũng đưa đi nhiều lắm. Thì hàng xin miễn sao chạy được là được rồi. Về sửa lại chạy cũng được, để đi làm không, thôi. Mấy anh đó giúp là mấy anh sửa sẵn để cho chạy được, mấy anh mới cho. Tại vì mấy anh đó là cũng tiệm sửa xe á, mà mấy anh cũng thấy mấy người vô gia cư mà nếu ai cần mà xe mà dục bỏ thì anh làm được cho được cái gì đó thì anh cho. Nhưng mà anh cũng giúp vậy đó. Thì bây giờ á, nếu thực sự hôm nay gặp thì anh phải hàng đặt ra những cái tiêu chuẩn gì mà anh có thể thực hiện được để tốt cho anh đó. Được hết. Được hết đúng không? Được hết. Nãy giờ hàng nói là được hết. Được hết. Thứ nhất, hàng sẽ dẫn anh kết hợp chương trình đi làm đo đát bằng xe đạp giống y như anh Trinh, anh Trương. Ha, là cái đó là có tiền rồi nè. Anh Trương đó một ngày anh làm có khi 70-80 đồng đó, mà tại anh có cái tật ghiền bài. Ông cũng có bài không? Không. Are you sure? Sure. Ừ, bây giờ đừng có do dành tiền, do tiền già ở cũng có tiền sống dành tiền. Ok. Thì bây giờ một ngày mà thí dụ như anh kiếm được 50-60, 70-80 gì cũng là ngon rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mà mình đi làm bằng xe đạp. Rồi thí dụ như anh biết để dành được thì anh tự để dành. Yeah. Anh tự để dành để khi mà mình có để mình làm cái work permit. Rồi xe phòng ở. Rồi khi có một cái tiền có một cái work permit xong hàng sẽ giới thiệu cho anh làm ở hãng ổn định hơn. Tại vì có work permit á, anh có thể đi vô hãng tiện của Việt Nam mình được. Tại vì người ta trả chết không thì bắt buộc phải có cái work permit. Có làm resume đồ còn vô hãng Mỹ thì mấy cái hãng nó chất background thì cũng khó lắm. Có resume đồ. Chỉ cần đi hãng tiện của Việt Nam là ổng không có bị nghiện ngập mấy cái gì, ổng chịu đi làm là được. Vậy khi nào ổng tin em chỉ nước tiểu cho chuyện. Ok, nếu ổng nói ngon như vậy tôi có đồ nghề nha, đừng giỡn à. Vậy ngày nào bữa sáng tôi chạy xuống tôi đâu cho anh biết ngày nào tôi thử nước tiểu. Để hôm nay gõ cửa ông Lưu Đinh đấy. Chỉ cần kêu ông Lưu Đinh hồi xưa là Brom biết mà ba năm qua mỗi tháng lên thử bỏ đá với bình bỏ với bình về về ông pro về về ông đi hàng ngày ông thử tiểu ba năm trời ba năm pro thử đúng rồi đó ông làm qua là xong discharge vậy là hay ok perfect luôn. Vậy là bữa nào tôi bất ngờ nha cái tôi đậu xe đây tôi chạy xuống tôi gõ cửa Lưu Đinh ra đây đái nhiêu là biết rồi đó là biết rồi đó không cho biết giờ ngày là cái đó bất ngờ là mới biết mình có chơi hay không đó. Ủa Vũ, báo anh biết trước thì anh không chơi, làm sao rồi được? Bây giờ ngày mai xuống cũng chừng. Đúng rồi, đó mà khi anh tin rằng anh chơi máy đó là nó stay in your system. Đúng rồi, là không bao giờ ra nữa. Lâu lắm. Thí dụ như trong máu á, thì thử máu á, là phải 3 tháng anh không chơi. Cũng phải, thử nước tiểu cũng vậy. Khi nước nó vô mình chơi trước vô là không, nó khi vào system rồi là không là thử ra hay nó dirty test. Dạ đúng rồi. Cũng chạy thoát trong được. Trong một tuần 10 ngày mới lia.
mới clear được trong nước dù tiểu. Clear luôn, dù người nó không clear đâu. Yeah. Nó vô máu là hết clear. Ok, rồi. Nếu anh biết vậy là được rồi đó, biết vậy là tôi thử bất ngờ. Rồi ok, chịu à, nghe lời nãy giờ những cái mà Hằng nói ra có thể làm được hết. Đúng không? Yeah. Một là có thể lái xe đi đo đát giống như anh kia bằng xe đạp. Cái thứ hai là làm đó phải để dành tiền và để xin cái work permit khoảng 800. Thực hiện được mấy chuyện đó thực hiện dễ thôi. Dễ. Em cũng từng đi đàng hoàng một thời gian, dân chỉ là không vậy lâu nay tình trạng, cái tình trạng bị này là hồi từ COVID luôn. Mấy năm trước em làm trên kia cho mấy cái ông hãng construction 17 đồng rưỡi em làm được năm mấy đó. Xong rồi bị COVID nó đóng, em làm trên cái hãng gì cao state construction được 15 đồng giờ. Xong rồi bị hai cái hãng nó đóng thì em thất nghiệp đến giờ luôn. Nó không mở nữa, em đi kiếm việc làm hoài không ai mướn. Cứ đặt giấy tờ nữa. Đặt lại ai mướn. Ví dụ như không quen biết hay là người ta nhìn người ta kỳ thị hết. Ừ, ý quen biết ai đây nữa. Còn giống như bây giờ gì nè, không có gia đình, ta lấy lòng thương đó, rồi ta thương ta mướn làm. Chứ như không anh tự đạp cái xe đạp cọc cạch gì khó mướn lắm, không ai mướn cái đó là thật. Gia đình có thân nhân đây nhiều nữa. Còn khi vô khi anh vô cái chương trình này là những cái nhà hảo tâm mà ta có việc làm ta coi á, là người ta thương, người ta giúp mình việc làm, Hằng hiểu. Đối với hoàn cảnh của các anh mà khi, tại vì anh không có gọi Hằng, chứ khi mà ai gọi Hằng thì hoàn toàn là những người không có khả năng tự xin việc, là tại vì họ có ở tù, có cái background không có tốt thì đi vô tự đi xin hãng, không ai cho mình làm. Khi gọi thì em xem ra đi mấy hồi đi liền và mình nó từ chối hoài. Rồi đạp cái chiếc xe đạp cọc cạch gì đây lại đó, ai tin mình đâu, mướn việc làm đó, nó có nhiều cái như vậy. Tạm thời anh Trương chỉ dẫn đi làm đo đát. À, rồi anh ở miền nào vậy? Ông người Huế, ông ở Thuận An, Huế Việt Nam á. Thuận An là mình đi ngang ra đâu ta, hình như tôi có đi tới Thuận An rồi. Tên thành phố Huế rồi xuống cửa biển. Thuận An, cửa biển Thuận An rồi, biết rồi, có đi. Dạ, hồi xưa ông ở biển Hải Dương rồi đó, anh biết không? Dạ không, ông hồi dỗ qua Mỹ đó, hay ông vừa qua anh Mỹ. Anh chỉ biết Thuận An thôi. Dạ hồi xưa là ông sinh ở đó, cha mẹ ở đó. 11 tuổi đi rồi. 11 tuổi là đã đi rồi. Ủa hồi nãy tình cờ đi ra đó, đi đâu vậy? Tình cờ đi lên kia mua vòng ra định ra nhà thờ ngồi đi lên store bắt chặt phone. Thì mỗi ngày đi tắm ở đâu? Ông tắm ở trên cái nhà thờ, trên cái chỗ mà gần chị biết mà chỗ trung tâm Việt Nam không? Mỗi thứ tư nó cho tắm ở đó. Đến 1 giờ. Rồi thứ năm lên đó là 5 giờ. Rồi nước rửa gáy hàng ngày ở đâu? Em đi mua lấy nước, mua một có mấy bình nước mua ngoài này nè, ngoài chỗ xe mua về uống rồi xong rồi rửa tay rửa mặt, trà răng thôi. Dạ. Có trà răng đồ không? Có chứ. Đúng rồi. Răng, mình cũng sinh hoạt và trà răng súc miệng mỗi ngày. Nhiều lúc nóng quá cũng lấy tắm lấy nước xối đỡ thôi, lấy khăn châu lâu đỡ được thứ tư mới. Nhưng mà được. Hồi xưa tới bây giờ là chưa bao giờ đi homeless, mới đi 5 tháng nay. Mới đi từ mấy năm tháng trước này thôi. Chứ hồi trước không có đi hả? Không. Hồi trước có phòng ở đàng hoàng. Dạ, hồi trước ông xe phòng ở gần đây cũng 4 năm trời á. Vậy thì tốt rồi. Ok, vậy bây giờ thì nghe lời Hằng phải không? Dạ. Hằng dạy cái biểu những cái đường mà để cho anh tiếp bước á, là anh làm theo đúng không? Đúng rồi. Chịu làm theo là ok, lên bờ một cách ngon lành. Hồi xưa là chị hướng dẫn ông đi theo thôi. Hướng dẫn là đi theo. Đó, có chứng danh nha. Mà không phải chứng danh nè, cái phim này Hằng quay Hằng đăng lên cả thế giới coi á nha. Hôm xưa đó. Biết đâu ở bên Việt Nam ba mẹ hay gia đình tìm được luôn. Nước tìm được rất tốt. Thiệt luôn hả? Bây giờ nè, tội nghiệp một cái là đi hồi 11 tuổi, bây giờ cha mẹ tưởng chết mất xác rồi. Tại vì đâu có liên lạc từ đó tới bây giờ. Dạ, không liên lạc vẫn thấy ở đâu. Không đi Việt Nam đâu được đâu. À rồi anh ở Huế, ở gần nơi nào nhớ được nói hết đi. Cửa Thuận An đó. Nghe nhớ cửa biển Thuận An. Dạ. Và ở trên thành phố đó, ở gần nhà ai còn nhớ gì không? Em vừa ở ngay gần có cái chợ Việt Nam, bên Việt Nam. Chợ gì? Chợ Thuận An. Chợ Thuận An, và có nhớ cái nhà mình số mấy không? Dạ không. Đến giờ ông dọn em. Cha mẹ tên gì nhớ không? Dạ nhớ chứ. Nói. Ba cha mẹ em là tên, ba tên Đinh Đức, mẹ tên Nguyễn Thị Hương. Ba Đinh Đức, mẹ Nguyễn Thị Hương. Rồi anh chị em có bao nhiêu người? Anh chị em có hình như một anh cả. Anh cả cũng tên Đăng mà cũng mấy năm này cũng gặp luôn. Vì có mấy đứa em, năm đứa em. Anh bốn đứa em phải. Một đứa em, ba đứa em gái, một đứa em trai. Ở Việt Nam, theo em biết vậy thôi.
Mà từ khi anh bước chân qua Mỹ tới bây giờ là ý Hằng hỏi là anh có bao giờ gọi về Việt Nam biết là mình còn sống mấy không? Mấy năm trước có. Mấy năm trước là mấy năm ra tù rồi hay là? Ra tù rồi có. Ra tù rồi, coi như có gọi. Và sau đó mất luôn. Sao mất luôn? Mất đồ đạc hết không? Mất đường địa chỉ cũng bò viết thư hoài cũng thấy trả lời không biết địa chỉ luôn. Còn không? Dạ không. Ồ, phải còn địa chỉ mình đang cho địa chỉ. Cho vô không? Mất hết luôn. Đâu biết sao này, con YouTube kiếm được anh. Dạ. Nè, đúng rồi, khi nào kiếm được nè. Bây giờ để hỏi thêm đi, để cho gia đình có thể tìm được ổng. Là bao nhiêu năm rồi là không có gọi về Việt Nam? Cũng là 7 năm nay rồi đó. Hồi lúc mướn phòng ở, có đi làm. Dạ. Là có gọi về. Dạ, có gọi về. Có gọi về và lúc đó có gửi tiền gì về không? Dạ, lâu lâu cũng ba gửi tiền về và ba gia đình nó khỏi rồi biết con độc thân mà hôm đó nhà sao. Độc thân đi làm để bên dành ở đi. Rồi nên, ba mẹ già chưa? Già, năm nay già rồi. Năm nay cũng 70 rồi. 70, 65 hết rồi. Ồ, coi như là khoảng mới thôi, khoảng 7 năm. Em 48 tuổi rồi. Năm 7 sinh 73 là cũng mẹ cũng gần năm nay hình như vui vẻ 60 mấy rồi. Ba cũng 70 mấy rồi. Là 7 năm rồi không có liên lạc về. Anh chị em gì cũng không biết mặt luôn. Biết mặt sơ sơ thôi. Thì đó 11 tuổi tới bây giờ thì làm sao còn nhớ, coi như biết sơ sơ. Chưa gặp luôn. Định nghe nói nó cho làm thẻ xanh lại cũng vui mừng lắm đó. Thẻ xanh lại là nó re-permit lại đó. Re-entry lại á, vì nghe nói mình cái dạng nó có ông bạn, chị biết ông Khải không? Biết. Ông xin đi Việt Nam được đó, ông nói bị deport mà cho bây làm. Bây giờ ông lại. Đi chưa? Ông chưa. Mấy tháng 10 ông đi, nó cho ông làm lại. Thì để coi ổng đi xong rồi ổng xua luôn là mình vô được, ổng vô được cửa đã. Rồi á, anh làm work permit đi. Rồi đi làm mà work permit anh làm, anh có khai thuế tốt vài năm. Là anh sẽ được, có thể được ân xá, xin lại được thẻ xanh. Tại vì từ 10 năm mà anh không có ở tù, không có bị cảnh sát bắt. Anh cải, giống như là cải tạo tốt ở ngoài đời á, là có thể anh xin lại được thẻ xanh. Tại vì lúc đó cái tội anh, lúc đó anh còn nhỏ, còn vị thành niên thì nó có thể là nó xí xó anh nha. Tại lúc đó ổng có ở tù bị bắt có 16, 17 tuổi. Đó, 16, 17 tuổi coi như nó cũng tính là cái đó hồi nhỏ. Thì bây giờ anh cố gắng lên, anh đi làm để có khai thuế đi. Tại vì mình work permit là mình em đi làm. Thì bởi vậy xin đi làm hãng khai thuế, không có, có đi làm mấy năm trời nó hạn á. Đúng rồi. Nên từ ngày Covid nó bị bây luôn. Bây giờ xin được work permit là có thể nếu anh làm khai thuế được vài năm á, là anh được đi về Việt Nam đó. Giờ thì em đến làm đó đi thăm là, cho gia muốn đình. Muốn về thăm gia đình đó ha. Đúng rồi, về thăm gia đình. Đi về Việt Nam có nhiều quá, mình cũng muốn đi chơi giờ biết. Đúng lâu rồi. Ngày quá đi làm. 11 qua tuổi mà bây giờ là 48 tuổi thì trời đất ơi, ổng lớn lên ở Việt Nam có bao nhiêu năm? Có 10 năm mà. 10 năm. Có 10 năm. Chưa về. Lâu lắm rồi, bôi như 30 mấy rồi, 82 giờ chưa về mà. Vì bị deport á, mình bị đi ra tù về cái là giọng ông này á, ông nói cái giọng cũng giống ông mía em á. Ông mía em, anh Danh có coi ông mía em không? Em có ông mía không cần á. Cái giọng nói cũng giống mà gương mặt cũng giống giống nữa nè. Rồi em đi qua miền Nam, riết ông nói tiếng miền Nam luôn. Ông nói vậy, cái này không miền Nam. Cái giọng giống như là cũng lai. Còn lai cũng còn nghe là Hằng không biết người Huế đó, người Huế mà nhưng mà em cũng đi chơi quen người miền Nam rất là đi nói đại thì giống tôi nãy giờ nghe là biết anh miền Trung. Hằng không biết mà Hằng không có nghĩ là anh miền Nam cho nên hỏi anh ở miền nào đó. Nghe giọng nói là biết ha. Rồi bây giờ thì trước mắt là như vậy đi, để Hằng sẽ liên lạc với cái anh Trương kia rồi hẹn anh ra, có gì Hằng điện thoại cho anh. Rồi anh ra để anh Trương hướng dẫn cho anh cái cách mà làm thế nào để đi xe đạp mà làm về DoorDash, giao hàng. Anh Trương đó là đi xe đạp không á. Giống như những cái xa quá thì mình đừng không có nhận, mình chỉ nhận những cái mình có thể đạp nổi gần. Có nhiều tiền lắm á, làm DoorDash nhiều tiền lắm. Cũng được thôi, giới thiệu ông đi làm đó. Ok. Rồi bây giờ là mỗi ngày vậy là đi ăn thì đi nhà thờ xin đồ ăn hả? Đó lên nhà thờ đi ngồi đọc cầu chú. Tiếng việc làm. Mỗi ngày thì thứ năm mai nè em cứ đi lên kinh xin đồ ăn rồi cứ đi tìm việc làm lên thư viện rồi. Ủa cái bọc đồ đó là anh Danh? Đúng rồi, bọc hết tóc hả? Bọc đồ hết tóc với có thuốc lá đó. Hồi nãy giờ đi cho bánh mì mà đâu biết anh ở đây đâu. Tại vì mỗi lần ở đây là thằng Phi. Thằng người Phi á.
hồi xưa lâu đó nghe nói thằng nó cũng xuống rồi, giống ở đồ đạc của nó để đây, cái chỗ nó sập lép xuống nè. Ừ. Em vô đây em phải clean up một cái tuần lễ mới xong á. Rồi bây giờ là nó đi rồi. Dạ. Rồi bây giờ ở ai đóng cái này cho ông Hùng ở? Ông tự đóng. Không biết ai hồi xưa có vậy, bữa hôm CD xuống nói á. Ừ. Hùng là nếu không nó sẽ kéo cái này đi á. Ừ. Yeah, em ở đây mà nó được 12 theo bà theo là em có quyền ở đây, nó cho em ở đây tới chưa. Thì bữa hôm CD trước đây nó nói em nó ở đây cũng được, là nó có theo bà theo, còn bên này thì để đồ một cái này nó ai ở thì nó khiêng đi. Vậy thôi. Đó ông Hùng là tối ngày đi ra ngoài đường xin không à? Đứng ngoài đường xin. Không có cái tháng này ông đâu thấy về đâu. Vậy hả? Ừ, tôi không biết biết nó làm sao luôn. Có thằng có đứng không có thấy đứng ngoài đường á, chắc ông đi chỗ khác mà. Không biết sao luôn bởi vậy. Vì mà xin đi nói hỏi thằng này ở đây nếu không là nó đang kéo cái này đi, nó kéo, kéo đi. Cái này đi. Đây kìa, nó cháy như vậy rồi có khi nào bữa hôm đốt đó. Ai đốt vậy? Em không biết, em ở đây đang trong phòng một buổi sáng tự nhiên nó cháy bên kia, cháy qua quá chạy qua mà không cháy liều anh. Em lấy nước nó tạt cái mền, nó lấy ra đập nó còn lỏng cháy luôn. Cháy vô đây luôn nè, cháy vô đây nó lấy nước nó gọi phai cứu hỏa xuống. Cái anh gọi phai cứu hỏa nó xuống, nó kêu ba bốn tiếng coi như ông này á là ổng không có tội tình gì hết trơn á, ổng chỉ hôm lét không có nhà ổng ở đây thôi, cho nên ổng thấy cảnh sát ổng không cần chạy trốn, không cần gì hết. Đúng rồi. Còn những người mà có probation thấy cảnh sát một cái xuống chạy trốn mất dép. Trốn rồi rồi. Cảnh sát lấy lại hoài, nó hỏi đâu cho mình ở đây đâu. Nhưng mà anh nói tại tao không có. Rồi em nói ông tốt nghiệp ở đây nó ok thôi, nó xin thì nó ở đây tạm thì tìm việc làm bằng ngày rồi thôi. Cho mình cái lực nói cho mình 12 by 12 này cũng ở đây thôi. Người nào cũng ở đây thì nó lấy đồ rác, bỏ rác hết. Ủa anh có nấu ăn không? Em có cái lò ga, lò đồ đó. Lò ga mình mua mấy cái bình rồi đó. Cũng nấu ăn, bữa này mua đồ ăn về hết xin vậy? Nó xin nó cho đó. Ở đây nó cho mấy cái đồ gì, lai gai, đồ ăn. Coi như ăn đúng rồi, đồ hộp, đồ đủ hết nha. Dạ. Nó cho đó, ăn coi như là không có thiếu đâu. Dạ, nó cho đồ ăn, đồ bò cũng gì tội quá rồi. Dạ. Không, cái này cũng tội ha. Chút đi lên coi lấy cà phê được kìa. Uống cà phê không? Dạ, uống sữa. Có đi cho à, hồi lên cho ha. Cái này là không có dướng vô hút sách mà không hút mà có sách không? Dạ không. Không hút mà có sách là gì không? Ê, tôi hỏi không hút mà có sách, không hiểu tôi nói gì không? Hiểu. Không hiểu hả? Tại vì cái từ hút sách có nghĩa là gì? Hút là vẽ sách, là hút xong phải đi ăn trộm đó, cho nên người ta mới dùng cái từ là hút sách. À, còn cái này nếu mà không có hút, ý là hỏi có sách không là có ăn trộm luôn. Thật tình không biết cái đó. Không biết luôn hả? Chơi mới đó có mười mấy năm ông ít lắm. Nghe mấy nàng đi khiêu rủ trong vòng nó hỏi. Nó cứ rủ anh không? Rủ em mua hàng hút rồi ông ngớt ngớt uống bia rồi chơi với một hai lon vậy, không có tiền uống bia. Chứ không có chơi, không có hút. Ông nãy giờ mà ông nói mình thử nó tiểu én thì sao mà ông dám thì tôi cũng tin. Nhưng mà ông đừng có nói tôi thử thiệt à. Ăn có thời gian. Chưa biết ngày nào. Chưa biết ngày nào. Đàng hoàng lắm, đâu đâu có đi bậy bạ dùm ở đây, ít qua đi dùng vòng. Mấy người đây tới đây đây phá đây hoài thôi. Còn mình đâu có phá người ta. Ok, ông ngồi xuống đây đi tôi chụp. Ê ông Danh hỏi cắt cớ, hỏi ông có mê gái không? Ông nói gái mà ai không mê, mà tại vì không có điều kiện thôi. Đúng không? Đàn ông mà ai không mê. Chú Lũ cũng có chắc. Dạ vì em tiếng Việt cũng biết qua Mỹ đó dở mà cũng đúng đang rồi, học tiếng Việt đó, nói cũng rành mấy. Nói gì cũng hay rồi. Dạ mà tiếng Mỹ thì em cũng rành speak in fluent đỡ. Có đi tiếng Anh thì dạ có đi học rồi. Chỉ biết đường đơn apply rồi. Apply không biết rồi vậy. Có học qua college school, có học college. Dạ không có bằng làm văn phòng mà có học 16 tuần mình đi làm đó. Nên từ hồi cho mang GA Food Stamp á là Việt Nam xin đi vô học. Ông giống giới thiệu vô đi học trên sinh phan á. Là ông nói học lấy làm văn phòng á. Làm học trên Land Institute gì đó. Là ra trường mà đi tìm việc làm hoài cái hồ cũng ra
hôm lết cho nên cũng có xe mấy lâu này cũng ít đi xin việc làm trên văn phòng lắm. Chỉ đi làm construction đồ này nọ thôi. Chỗ kia nào nó mướn thì làm thôi. Nói chung lại rồi mà muốn có cái bằng đó. Dạ. Không định làm resume để xin việc làm rồi lại đàng hoàng. Dạ. Không nên, sao đâu. Nhưng ta liệu không bị mất rồi phải xin. Bây giờ nếu là anh không có nghiện ngập, không có cái gì hết, thì bây giờ step by step là anh sẽ lên bờ có phòng ở, có việc làm. Nếu nghe lời Hằng xua luôn. Đêm nào cũng có cái tâm nguyện vậy đó. Vậy hả? Dạ, thiệt hả? Giờ gặp nguyện. Lại. Dạ. Có tâm nguyện vậy? Giờ gặp lại. Em cầu nguyện Chúa hoài. Nó thiệt hả? Tội vậy? Ngày ngã xuống làm sao đứng dậy mỗi ngày. Thế hả? Dạ. Trời ơi, giờ gặp rồi. Dạ, tại nhà tôi mới tôi mới giúp anh bên kia 51 tuổi ở gầm cầu cũng 14 năm rồi. Wow, anh 14 năm luôn. 14 năm rồi, rồi xong bây giờ mới lên bờ có phòng ở mới mà thứ bảy vừa rồi. Ở lâu như 10 mà bây giờ ở cái phòng đó chuột quá rồi. Tối hôm qua tại vì đợt kiếm phòng không có, cái phòng đó có 400 mà có chuột có dán. Ông gọi ông nói tôi đi xuống dưới tôi ngủ đỡ lại rồi sáng nói lấy tiền lại coi bà trả không rồi đặng đi kiếm phòng khác. Tại bữa hổm kiếm phòng khó. Kiếm là phải đầu tháng, thứ năm là thằng phải chạy đi lấy báo. Nếu ok là thằng đưa anh đi lên trong vòng một tuần hai tuần nay luôn. Nghe lời thằng là được hết tất cả. Nếu anh có cầu nguyện là gặp cầu rồi này, thì bữa nay gặp là thằng bảo đảm cho anh là được. Tâm nguyện em cũng muốn lên bờ đi mà cũng ráng hết sức. Coi như là anh có cầu nguyện với Chúa ban đêm, tâm nguyện được lên bờ ở. Được có chỗ ở lại giống như hồi xưa. Dạ, lại làm lại từ ban đầu. Đi làm về vậy. Ok, vậy thì cho tâm nguyện nữa coi. Rồi, vậy là cầu nguyện Chúa linh thiêng. Ha, mình thấy cái gì cũng thành tâm thì sẽ được. Bây giờ cứ cầu nguyện tiếp là Chúa ban tới cho mình gặp được một điều may và có thể là ban cho mình những con đường sắp tới được suôn sẻ. Công ăn việc làm, khi ổn định rồi cuộc sống êm đềm thôi. Đúng rồi, vậy là nhớ cầu nguyện mình đạo gì mình cầu nguyện theo đạo đó là khi mình thành tâm thì sẽ đạt được ý nguyện của mình ha. Ăn thua mình cầu nguyện từ trong tâm mình ra. Đúng rồi, mà ăn thua mình quyết tâm thôi. Thật ăn thua bản thân mình không hay làm thôi ông. Đúng, exactly. Năm này cũng 40 mấy tuổi rồi. Yeah, cũng, exactly. Ăn thua bản thân mình ha. Thí dụ anh nói 5 tháng anh bị rớt xuống đây rồi mà anh không biết bắt đầu lại từ đâu, không có ai. Thì ở đây coi như là hôm nay một cái duyên số. Nghe người ta nói qua chị Hằng Kali mà không gọi. Ông biết em cũng nghe có mấy người mà ngồi center hồi xíu ngủ xe không có quen với ai nè, thằng quá nào đó. Anh biết gì thằng quá mà đâu có chịu lên phim. Bây giờ nó ngủ xe. Nó nói có cái chị nào hay nó xuống, từng đi qua tiểu bang khác, nó làm cái gì bển rồi bị đuổi đó anh Văn. Hình như ai giúp nó đi qua nghe nói nó đi bữa hôm qua ông kia nó hút quá đó. Nó hút quá, đúng xong rồi. Tự nó ngã xuống dưới đất. Đến giờ cũng gặp nó luôn. Vậy coi chừng nó chết rồi. Tại nó về đây rồi. Mà mấy lần nó gặp nó cứ nói. Và cái thằng mới nói mày gắng cố gắng lên, mày đừng có chơi nữa. Tại nó, anh có nhớ lùm xùm cái đợt mà ở bên kia nói thằng Kali giới thiệu đi. Nhưng mà đâu phải, người khác giới thiệu đi. Là thằng quá đó. Rồi xong khi trở về đây, rồi thằng có gặp lại nó. Thằng nói tại sao em đi vậy mà em không cố gắng em làm việc để em tốt. Nó nói em tại em chơi cái đó. Nó chơi đó thì bây giờ em muốn tốt, muốn chị Hằng giúp thì em phải chịu chấp nhận bỏ chị Hằng mới giúp em được. Còn em chơi quá chị Hằng giúp nó sẽ mất uy tín. Chị Hằng giới thiệu vô, em đi làm xong rồi mất việc làm rồi làm sao. Tại nó có giấy tờ là có thể nó chịu đi làm hãng xưởng được hết á. Như vậy á. Mà nó không chịu, nó mê hút, nó mê chơi lắm. Ông khuyên nó. Rồi bây giờ nó hút quá nó té rồi mất luôn hả? Ông nghe bữa hôm cách đây 4-5 tháng có hai ông kia ông kể nó có. Không, để bữa nào thằng ra thằng hỏi, ra center hỏi lấy thông tin nó. Có thể nó xỉu là bị overdose rồi xong rồi sau đó đi bệnh viện. Nó xin nước uống, xong rồi tự nhiên là ông nó nằm, ông tưởng là em. Ông kia nói phải thằng này không? Nó không phải, em cũng không lít mà ở ngoài này. Ông kia tên là đó là quá nó ham ra hay ra ngoài center đó ngồi có thể đi bệnh viện rồi xong sau đó người ta bắt nó đi program rồi. Chắc vậy á, bắt đi program 4-5 tháng không thấy là đi program rồi. Chắc vậy á. Đó nó có gặp ông nghe, chị nghe quá nó kể vậy nó cũng chị cũng giúp một đề biết đâu gặp đâu biết số phone vậy là gì quá đó kể. Thì Hằng mới nói nó nói thôi đừng em không có dám lên phim tại vì sợ gia đình em biết. Nó nói nhưng mà nếu em sợ gia đình biết thì em phải cố gắng đứng dậy, em muốn được sống như vậy nữa. Cũng nói chuyện với nó nhiều lắm.
Thì sau đó thì không biết, không có liên lạc với nó nữa, nó không kiếm mình thì mình đâu có nhớ kiếm nó đâu. Đó. Em không sao, ông cố gắng đi tìm lại rồi gia đình, rồi tìm lại người thân dân. Anh thì cố gắng muốn tìm gia đình đúng không? Dạ. Ok, vậy thì bây giờ là anh cứ cầu nguyện Chúa tiếp nha. Một bước đầu tiên anh đã cầu nguyện Chúa, anh gặp được Hằng là đúng rồi đó. Nếu nãy giờ Hằng nói những cái gì anh đều chịu hết, là Hằng giúp anh rất là easy. Dạ, nó rất phúc của mình. Cái đó là thiệt. Anh nhớ anh Trương hồi bữa không? Cũng là anh Trương cũng biết Hằng Cali rồi, nhưng mà cũng còn ngại, chưa có dám phân dân để gọi anh Trương mà đi đo đát á. Mà khi là cũng một cái định mệnh tình cờ, chứ Hằng không có đi kiếm. Tình cờ là đi giúp một cái ông già ở dưới đó, cái thấy anh Trương, cái anh Trương nói chị Hằng đây mà. Rồi đó lúc đầu là Hằng nói ra điều kiện, chịu cái gì không chịu hết. Thì Hằng đưa lên bờ ở rồi, có phòng ở. Rồi xong sắp tới Hằng sẽ giúp cho ảnh có một cái xe, tại ảnh có bằng lái. Thì Hằng kiếm xe cũ để cho anh chạy, anh đi làm đo đát. Thì anh cũng vậy, anh nghe lời Hằng đi, Hằng giúp cho có xe cũ đi làm đo đát. À, thì nãy giờ lên phim nó lên phim nãy giờ nói hết rồi đó. Nói hết rồi, đang viết phải thực hiện. Phải thực hiện, đúng. Nói vậy là hay lắm. Vậy là học bằng viết đi nha. Dạ. Anh biết tự đi lấy bằng viết để học. Đó, biết đi, mà. Đi xe đạp xuống DMV đó, lấy cuốn sách về học. Đúng rồi, tại ông rất là gành rồi. Qua đây 10 tuổi là tiếng Anh nó như là giỏi hơn tiếng Việt mà. Thì đi luôn lấy bằng viết về học. Học bằng tiếng Anh, tại đâu biết chữ Việt đâu học. Đâu chữ Việt là thua. Việt rồi, ban ngày ngồi ở nhà học bằng viết, rồi tôi chở đi thi. Khi học xong, gọi Hằng ơi, tôi học bằng viết được rồi, đi thi. Tôi chở ông đi thi, chở thi bằng viết xong, tôi kiếm thầy dạy bằng lái cho ông luôn. Nghe lời tôi là được hết tất được, cả. Được, tới kêu chỉ nhiều. Nó giúp đỡ thì mình cố gắng hết sức chứ. Gắng hết mà lái bằng lái đồ, lấy chứ có chiếc xe cũng đỡ đi, là có phương tiện có phòng luôn. Có phương tiện. Đương nhiên là có phòng luôn. Có phòng để mà sống đỡ. Đây nè quý vị ơi, ổng nói là 100% Hằng thử nước tiểu anytime, ổng là người không có hút nữa nha quý vị. Đây cả thế giới chứng kiến anh lưu đinh giùm Hằng nha. Và khi nào mà Hằng thử nước tiểu anh lưu đinh á, Hằng sẽ cho quý vị khán giả biết luôn. Tại khi đi tìm một cái việc làm cho anh, đương nhiên Hằng thử nước tiểu Hằng không có cần nói trước. Và Hằng đem cái hũ sáng xuống, gõ cửa phòng lưu đinh ra đây đái. Rồi đái cầm cái hũ đưa Hằng là nó sẽ nổi lên trong vòng 15 phút liền. Tại cái hũ đó là nó có từng gạch luôn. Đúng rồi. Là anh có chơi cái gì nó nổi lên luôn. Đúng. Còn rồi. Anh không chơi nước tiểu nó lia. Đó, thì gắn đi. Gắn đi. Bảo đảm cái ok, nhưng mà Hằng tin anh không... Qua cái cách nói chuyện nãy giờ thì nói là tin anh 100%, không có tin. Nhưng khi cái kinh nghiệm của Hằng đi giúp người ta gần 3 năm nay, thì khi tiếp xúc với anh, Hằng thử anh qua những câu nói, Hằng có thể tin anh 80%. 80% là đạt hơn 50% rồi. Hằng có thể tin anh 80%. Ha. Rồi gắng cố gắng lên. Rồi Hằng sẽ giúp anh được việc hết. Cái này là lời của Hằng nói. Ok, bây giờ đi ra ngoài lấy đồ ăn. Lấy mì, lấy cà phê này kia. Có số con sạc áo ăn cội rồi đi đi. Hả? Cái gì? Có số phone ở đây mà phải không? Hồi nãy ông lưu số của Hằng chưa? Có rồi. Rồi có rồi, Hằng cũng có lưu rồi. Hả? Cảnh sát kiếm ông Cường. Ông Cường nào? Cường ai nói? Ai nói cảnh sát kiếm ông Cường? Bắt rồi hả? Trời ơi, ông Mía nói mà tin không danh. Đây đây ông Lưu Đinh đây. Trời ơi, chị Thủy nãy giờ ngồi đây chờ lấy đồ tội nghiệp vậy. Ê, thôi bây giờ á, bây giờ á đi, nhưng mà đứng ở bên mé đừng có qua chợ, tại vì sợ nó đuổi. Nó đi rồi. Ok. Tội không? Nãy giờ ngồi đó thương quá vậy. Trời ơi, thương bà Thủy lắm á trời, tội nghiệp á. Trời ơi, nãy giờ ngồi đó chờ em á hả? Anh Danh ơi, lấy chìa khóa, chìa khóa anh kia bỏ túi hả? Cái gì vậy? Mắc cười ai? Trời ơi, tội nghiệp quá à. Nãy giờ ngồi sắp... Ủa, nãy giờ ngồi sắp bằng chợ góc anh mé đứng chợ góc hả? Không cường nữa. Đó, mới hớt tóc nhau sạch đẹp gái quá ha. Thấy không? Mình hớt xong cho bả sạch mình cũng vui. Cho bả cười, cho bả cười. Trời trời, tôi thấy nó cười với ông quá. Cười ai vậy? Cười ai vậy? Cười mía hả? Ủa nãy giờ mía có chọc thỉ không? Mía nãy giờ có chọc thỉ gì người ta mía? Mía có chọc thỉ không? Mía có ăn hiếp không? Ê bây giờ cái miệng của Hằng tướng ông tư rồi, trong đầu bả chỉ nghe giọng nói của Hằng này nha. Để bả đừng nghe cái ảo kia. Nè nãy giờ nghe ai nói nữa không? Có nghe Hằng nói không? Nghe gì? Nghe. Ủa anh Lưu Đinh đó rồi. Rồi lấy điện thoại. Nhưng mà chưa kìa, chưa có rồi, bởi vì nói chuyện đó.
ai mấy người nha, mấy người mà có chơi mấy đó đó anh Danh, tâm trạng họ thất thường lắm, có khi họ giận ha, có khi họ buồn nha, có khi họ vui nha. Giống như thằng Thiện ở nhà cũng vậy đó, có khi nó vui, nó nói chuyện vui lắm nha, vui nó nói rất lãi nha, còn có khi nó buồn cái nó ngồi. Chị Hằng ơi, bây giờ em không biết phải làm sao, em chắc phải đi ra ngoài một chút cho em thoải mái rồi ha. Bắt đầu tôi ngồi, khi tôi kéo dây á, tôi nói chuyện một hồi nó quên cái cơn đó phải không? Ờ, nó quên cái cơn, cái nó hết, nó không có rời đi. Thiệt, mấy người này, cái tâm lý, nếu mà ai hiểu thì mới được. Còn nếu mà anh không control nó được cái cơn á, là xong rồi. Đây ra. Ờ, hát, hát, hát kìa. Ờ, bà mới hát. Hát thôi, hát thôi. Hát thôi. Chị mới hát kìa. Hả? Ờ. Hát bài gì? Hát gì vừa vậy bà? Thôi đi, đi qua lấy thoảng. Bà sợ xe à? Thôi bật xe lên anh nhanh. Quá là trời khát nước rồi. Mình đi ăn cái gì anh Danh ơi, đói bụng quá. Lấy đồ cho mấy người đi. Nè anh mé ơi, cầm đây nè. Ừ, trời mà ơi. Rồi bỏ đây cho hằng. Ơi qua đây chị Thủy. Hồi nãy có gì rồi. Trừng mì không có bao. Mì là mở rồi. Bốn cái ăn một rồi. Cũng ngon nữa. Bốn năm có ngon rồi đấy. Cho nó bán cọc bọc cà phê này luôn ha. Nếu chơi luôn đi. Cái này cũng hơi sữa ha, đi đi. Cho bà hai bọc. Cho bà hai bọc cà phê đi. Bỏ hết cà phê. Nè. Rồi, ông có một bịch cà phê trong đó. Ok, thank you. Ha. Ok. À, phường taxi rồi. Phường taxi đâu? Bà biết nó gì. Vậy rồi, đồ đi mua cà phê trong đó mà không biết. Trời ơi, đây, đây, nó cho phê mà đi mua vậy. Thì đưa interview lâu quá. Rồi, cho cà phê xong rồi. Bữa nay không có quần áo. Bữa khác anh chở thêm quần áo cho. Ha. Rồi anh Danh lấy cái mền chạy xuống cho bà đi anh nha, nghiệp. Rồi. Cái này lấy cho ai cường xích xe ạ? Rồi, đi về đi rồi hằng sẽ tính chuyện anh mình gọi có số điện thoại rồi ha. Lưu Linh đó. Lưu Linh. Lưu Linh nè. Lưu Linh rồi, Lưu Linh ông rồi. Lưu Linh. Giờ cường xích xe đâu đặng đưa. Nó đi đâu bây giờ? Cái thôi dục cho lại. Thôi dục cho lại đi. Rồi đi giờ đi ăn đi, đó bụng quá trời rồi. Rồi tắt thêm đó. Cái này cừu sexy á. Rồi lấy cho ông bọc đi. Ủa có thêm mì có cà phê không? Có thêm đi, thêm cà phê chấm đi. Ừ. Mới lấy thêm đi. Đi lượm cái gì nữa vậy? Ủa mua cà phê hả? Có mua cà phê nấu. Hơi nước. Mới gặp cái bà Linh á. Bà nào? Linh Lai gì em. Bà Linh Lai hả? Ờ, rồi em bông tàn hả? Không. Hả? Dạo này thấy một cổ bông tàn hả? Ủa dạo này thấy cổ tàn hả? Ờ, tàn rồi đi. Tàn rồi anh thấy anh còn yêu được không? Anh? Anh có yêu bà không? Cũng có. Cảm ơn nha. Cà phê nhiều lắm đó. Về để dành uống đi. Thank you. Sảy nha. Ông thích cà phê dữ lắm. Ờ. Rồi đem về uống đi. Uống cà phê phim đâu có một cái nào xem. Ờ, ông thích cà phê lắm. Dễ dữ là không còn miếng cà phê uống. Thôi cảm ơn nhiều lắm. Rồi về đây ừ. Rồi. Bye.